Hai, xin chào anh em. Và hôm nay chia sẻ cho anh em một loại trái cây. Trái đấy, ở đây gọi là trái dâu đất. Ăn rất là ngon. Đây, em nhìn đây, nữa. Dâu ấy. À, không, dâu đất. Đây, anh em nhìn này. Để em tự bẻ ra một nhánh này. Đây này. Cái trái đây nó lúp búp lúp búp kiểu đây này. Thì nó chính là nó bung cái vỏ ra là nó ra cái kiểu đây này các bạn. Không phải dưới đâu, không phải cái dưới. Cái dâu đất. Vì cái dưới cái lá nó nhỏ. Dưới cái lá nó nhỏ hơn. Cái đây. Cái đây là cái dâu đất. Đây. Nhiều lắm bạn. Đồ, cái đây ăn ngon. Ngọt lắm. Nó có cái vị đắng nhẵn nhẵn và vì cái vị ngọt. Đây, bạn có thể nhìn thấy. Đấy, cái đây là dâu đất. Nhìn nó giống cái dúi, không phải cái dúi đâu, nó nở nở ra như cái dúi các bạn. Kìa, trên kia nhiều lắm. Đây. Đây. Đấy, đi nhiều. Đây các bạn. Và lá nó đây. Lá này. Đây. Bạn. Đây. Đó là sắp trứng rồi. Mờ ta. Đây. Cái đây này sắp chín này, khi nó chín là nó nở ra như cái đây này. Không. Ngọt quá bạn. Đã. Đấy. Đỏ hết đấy. Đây. Mấy cái đây á, chưa chín. Khi nó chín là nó nửa ra cái vỏ, nó bắp cái vỏ nó ra. Đây này, cái vỏ nó này. Khi mình nó bắp cái vỏ đây ra là ăn được rồi đấy. Ngọt. Ngọt lắm. Đúng đã.